chuyện cùng bé. Câu chuyện qua đường. Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, những tia nắng hồng nhảy nhót trên những cành cây đầy lộc xanh mơn mởn. Hai chị em Mai và An xin phép mẹ đi loanh quanh trong phố. Mẹ đồng ý và dặn: "Nhớ đừng đi xa các con nhé." Mai và An vẫn dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Ra đường được ngắm trời, ngắm đất và hít thở không khí trong lành, hai chị em nói cười ríu rít: "An xem kìa, trên cành cây hoa sữa có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu hay không kìa. Nó là chú chim sâu, rất có ích đấy em ạ." "Chị Mai ơi, cửa hàng kia có anh hết man khổng lồ đẹp quá, chị em mình sang xem đi." Bé An rất thích người máy hết men nên kéo chị ao ràng đủ, chẳng chú ý gì cả. Kít, kít, một tiếng loạc xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại. "Này, hai cháu kia, các cháu không nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ đang bật hay sao mà lại dám sang đường, nguy hiểm quá." Chú cảnh sát giao thông chạy đến, dắt hai chị em quay lại. Chú chỉ đèn hiệu và ôn tồn giải thích: "Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên, các cháu mới được qua đường nghe chưa nào?" Hai chị em Mai và An thoát mồ hôi nhìn nhau. Mai bẽn lẽn nói: "Chúng cháu xin lỗi chú, lần sau sang đường, chúng cháu sẽ nhớ nhìn tín hiệu đèn màu ạ." Chú cảnh sát giao thông còn dặn tiếp: "Các cháu khi qua đường phải có người lớn dắt, không thì rất dễ xảy ra tai nạn." Từ hôm đó, hai chị em Mai và An nhớ lời chú công an dặn: đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi qua đường phải có người lớn dắt. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn ở các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.